Ngay sau khi ban tổ chức phát động dự án khảo sát ý kiến người tiêu dùng về các thương hiệu sản phẩm dịch vụ tại Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia hưởng ứng đề cử giới thiệu thương hiệu sản phẩm dịch vụ tham gia đề cử từ Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các hiệp hội ngành nghề, các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp trên toàn quốc, và đặc biệt là sự đề cử trực tiếp từ người tiêu dùng, doanh nghiệp thông qua website sản phẩm dịch vụ hàng đầu.vn và thương hiệu hàng đầu Việt Nam.vn. Thông qua khảo sát và ý kiến đánh giá của người tiêu dùng qua website, ban tổ chức đã tổng hợp kết quả, xử lý, phân tích dữ liệu để trình lên hội đồng thẩm định và lựa chọn ra các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng tin tưởng và bình chọn. Và ngay sau đây, ban tổ chức sẽ tiến hành công bố trao tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị có thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ được nhiều người tiêu dùng bình chọn. Vâng, và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng kính mời đồng chí Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cùng lên sân khấu để tặng hoa và biểu trưng cho đại diện các doanh nghiệp có thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ được nhiều người tiêu dùng bình chọn. Xin trân trọng kính mời. Và trước tiên xin được mời đại diện các doanh nghiệp có các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ được người tiêu dùng tin tưởng và bình chọn nhiều nhất thông qua website www.sản phẩm dịch vụ hàng đầu.vn và thương hiệu hàng đầu Việt Nam.vn để lên sân khấu nhận hoa và kỷ niệm chương từ ban tổ chức. Vâng, và xin được chúc mừng thương hiệu hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ của công ty cổ phần quốc tế Anh Văn Hội Việt Mỹ, được thành lập từ năm 1997 với mục đích thí nghiệm chương trình đào tạo Anh ngữ của Hội Việt Mỹ Trung ương. Đến nay, công ty đã phát triển với 16 cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và một cơ sở tại Hà Nội, sở hữu đội ngũ giáo viên có trình độ cao cùng môi trường học tập chuyên nghiệp hiện đại được đầu tư đầy đủ học liệu. Xin chúc mừng thương hiệu dây và cáp điện Trần Phú của công ty cổ phần cơ điện Trần Phú tại địa chỉ số 41 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. Công ty luôn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến của châu Âu, kết hợp sử dụng những nguyên vật liệu đầu vào được lựa chọn khắt khe từ các đối tác có uy tín trong nước và thế giới. Xin chúc mừng thương hiệu phân bón Lâm Thao của công ty cổ phần Superphosphate và hóa chất Lâm Thao. Công ty luôn giữ vai trò ngọn cờ đầu trong ngành sản xuất kinh doanh phân bón hóa chất nước ta. Với khả năng cung ứng gần 30 triệu tấn phân bón cho đồng ruộng, thương hiệu phân bón Lâm Thao đã trở nên quen thuộc với nhà nông, góp phần đưa nước ta trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới. Xin chúc mừng sản phẩm may mặc thời trang Công Sở Nam, thương hiệu Việt Tiến của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến. Các sản phẩm Việt Tiến là sự chuẩn mực của thời trang Công Sở Nam, mang phong cách lịch sự, nghiêm túc, chỉnh chu. Sản phẩm của công ty được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm. Xin chúc mừng dịch vụ phân phối xe máy uy tín chất lượng của doanh nghiệp Hoàng Kiên. Hoàng Kiên chuyên cung cấp và phân phối những dòng xe chất lượng cao với giá thành hợp lý, cùng chế độ bảo hành chính hãng, đảm bảo uy tín chất lượng tới mọi khách hàng. Xin chúc mừng sản phẩm ếch sạch sấy khô, trà bông ếch của cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản Nguyễn Văn Nữa. Sản phẩm dầu chất đạm canxi, sản xuất trên dây chuyền khép kín. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay sau khi ban tổ chức phát động dự án khảo sát ý kiến người tiêu dùng về các thương hiệu sản phẩm dịch vụ tại Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia hưởng ứng đề cử giới thiệu thương hiệu sản phẩm dịch vụ tham gia đề cử từ Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các hiệp hội ngành nghề, các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp trên toàn quốc, và đặc biệt là sự đề cử trực tiếp từ người tiêu dùng, doanh nghiệp thông qua website sản phẩm dịch vụ hàng đầu.vn và thương hiệu hàng đầu Việt Nam.vn. Thông qua khảo sát và ý kiến đánh giá của người tiêu dùng qua website, ban tổ chức đã tổng hợp kết quả, xử lý, phân tích dữ liệu để trình lên hội đồng thẩm định và lựa chọn ra các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng tin tưởng và bình chọn. Và ngay sau đây, ban tổ chức sẽ tiến hành công bố trao tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị có thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ được nhiều người tiêu dùng bình chọn. Vâng, và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng kính mời đồng chí Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cùng lên sân khấu để tặng hoa và biểu trưng cho đại diện các doanh nghiệp có thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ được nhiều người tiêu dùng bình chọn. Xin trân trọng kính mời. Và trước tiên xin được mời đại diện các doanh nghiệp có các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ được người tiêu dùng tin tưởng và bình chọn nhiều nhất thông qua website www.sản phẩm dịch vụ hàng đầu.vn và thương hiệu hàng đầu Việt Nam.vn để lên sân khấu nhận hoa và kỷ niệm chương từ ban tổ chức.
Vâng, và xin được chúc mừng thương hiệu hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ của công ty cổ phần quốc tế Anh Văn Hội Việt Mỹ, được thành lập từ năm 1997 với mục đích thí nghiệm chương trình đào tạo Anh ngữ của Hội Việt Mỹ Trung ương. Đến nay, công ty đã phát triển với 16 cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và một cơ sở tại Hà Nội, sở hữu đội ngũ giáo viên có trình độ cao cùng môi trường học tập chuyên nghiệp hiện đại được đầu tư đầy đủ học liệu. Xin chúc mừng thương hiệu dây và cáp điện Trần Phú của công ty cổ phần cơ điện Trần Phú tại địa chỉ số 41 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. Công ty luôn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến của châu Âu, kết hợp sử dụng những nguyên vật liệu đầu vào được lựa chọn khắt khe từ các đối tác có uy tín.